52 năm binh nghiệp. Hồi ký. Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc. Giọng đọc: Hải Yến. Phần 1: Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Chương 1: Thời thơ ấu. Khi đã luống tuổi, người ta không thể nhớ hết những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình. Thời gian, sự kiện và sự biến động trong cuộc sống là những nguyên nhân chủ yếu xóa mất khá nhiều trí nhớ về thời thơ ấu, chỉ nhớ được những điều không thể nào quên. Tôi sinh ra tại thị xã Preven, Lào Ven, tỉnh Preven, Vương quốc Campuchia. Khi gia đình di tản từ làng Vĩnh Lợi Trinh, cặp biên giới Việt Nam sát xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ngày tháng sinh của tôi không xác định được, chỉ biết là năm Đinh Dậu 1957. Sau này khi thoát ly quân giải phóng, tôi quyết định lấy ngày 15 tháng 6 năm 1957. Mãi đến năm 1980 mới làm giấy khai sinh, do đi học bổ túc văn hóa trường yêu cầu, và cơ quan ký giấy khai sinh cho tôi là Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Đồng chí Võ Đại Nhân, chủ nhiệm chính trị, ký. Khi tôi được 15 tháng tuổi thì ba mẹ ly hôn. Tôi cùng chị gái và hai anh trai sống với ba và mẹ kế ở trung tâm thị trấn Canh Rô Ca, Cả Cóc, huyện Peam Chok, tỉnh Preven, Campuchia, cách biên giới Việt Nam khoảng 15 km, xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Còn mẹ tôi đang mang thai em gái 2 tháng tuổi trở về quê ngoại ở làng Vĩnh Lợi Trinh. Thế là cuộc sống con chồng mẹ kế bắt đầu, nhưng phức tạp hơn là sự hỗn hợp con anh con tôi và con chúng ta. Bởi vì mẹ kế cũng có một đời chồng với một người con gái, ba tôi mang về cùng 4 chị em tôi và 2 người ở với nhau sinh ra 5 người con chung. Khổ nỗi là toàn sinh năm 1, cho nên trong nhà toàn trẻ con của 3 nhánh khác nhau. Câu ca dân gian: mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ kế lại thương con chồng. Anh em tôi không nằm ngoại lệ. Nhưng bi thương hơn là mẹ kế tôi có một người con riêng và chị là nguyên nhân của sự hiềm khích, thù hằn, và lẽ đương nhiên tôi là người chịu nhiều vùi dập nhất vì còn quá bé. Nhưng trong cái rủi vẫn còn có cái may là chúng tôi có bà nội. Bà nội tôi rất thương ba và chúng tôi, còn ba tôi rất kính bà nội. Mọi sự hà khắc, hiếp đáp đều phải dè chừng bà. Vì vậy mà áp lực cũng giảm đi phần nào. Bà nội tôi sinh năm 1900, họ tên đầy đủ của bà là Lý Thị Sò. Ông bà cố tôi gả chồng cho bà, nhưng bà không chịu, mà chỉ quyết lấy ông nội tôi. Mặc dù ông nội tôi đã có một đời vợ và 2 người con riêng. Ông cố và ông nội tôi tham gia cách mạng chống thực dân Pháp. Ông nội tôi bị quân Pháp bắn chết ở Rồng Trà Dên, xã Tân An, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang, khi ba tôi 14 tuổi. Ba tôi sinh năm 1927. Từ đó, bà nội tôi ở vậy nuôi con rồi đến nuôi cháu. Khi ba mẹ tôi ly hôn và sau đó không lâu, khoảng 6 tháng, anh em tôi phải sống chung với mẹ kế. Cũng từ đó, bà nội trở thành mẹ của anh em tôi. Có thể khẳng định bà thương yêu chúng tôi với cả tình thương của người mẹ lẫn tình yêu của người bà. Thương con một táu, thương cháu ngoại một dạ, mà bà thương yêu chúng tôi nhiều hơn một táu cộng một dạ. Tuy nghèo khổ nhưng bà vẫn đùm bọc anh em tôi. Lúc tôi 15-16 tháng tuổi, bà chắt nước cơm sôi pha với đường chảy, không có tiền mua sữa và đường cát, cho tôi uống hàng tháng. Đêm đêm bà đánh thức tôi dậy để tiểu vào lon sữa bò cũ làm bô. Có
Có tiền bà không dám tiêu xài, tất cả dành dụm để lo cho anh em chúng tôi ăn uống, đau ốm, may quần áo. Mặc dù bà chỉ có hai bộ áo quần mặc thường xuyên mà thôi. Tôi biết điều đó là vì bốn bà cháu chỉ cất quần áo vào chung một cái dương, tức cái thùng, kích thước 60 x 40 x 30 cm. Bà dạy dỗ anh em chúng tôi lớn khôn trưởng thành. Có thể nói nước mắt của bà rơi theo từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng việc làm của tôi. Tôi nhớ mãi câu nói bi ai của bà: còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Cay đắng và tội nghiệp cho tụi nhỏ là còn cha còn mẹ mà con lại mồ côi chứ. Khi tôi có cháu ngoại năm 2016, không biết ba mẹ nó bận đi đâu mà gửi hai thằng cháu ngoại cho vợ chồng tôi. Thằng lớn thì không nói làm gì, bởi nó sống chung với chúng tôi từ bé nên quen. Còn thằng nhỏ khoảng 1 tuổi rưỡi, nửa đêm nó thức giấc vì nhớ mẹ, nó gào khóc thảm thiết. Tôi ôm cháu vào lòng ru dỗ nó mãi, khoảng 1 tiếng sau mệt quá nó mới thiu thiu ngủ. Nhưng từ lúc đó tới sáng tôi không ngủ được, vẫn ôm cháu trong lòng mà xót xa nhớ đến tuổi thơ của mình. Chắc hồi đó có lẽ đêm nào tôi cũng khóc la gào thét như vậy. Rồi hình ảnh bà nội tôi hiện ra. Bà là vị cứu tinh của anh em chúng tôi, là người mẹ, người bà tuyệt vời nhất. Sự thật, tự đáy lòng so với mẹ, tình cảm thiêng liêng tôi dành cho bà nhiều hơn, sâu sắc hơn. Lần đầu tiên trong đời tôi biết mặt mẹ đẻ của mình, lúc tôi khoảng 5 tuổi. Một hôm, ở cách nhà tôi khoảng 200 mét có đám cưới. Không biết vô tình hay cố ý mà có bà hàng xóm thông báo và xúi tôi đi xem. Tôi và vài đứa bạn đến xem và đứng núp vào gốc cây me chua. Bà hàng xóm lại chỉ cho tôi người phụ nữ đang đi vào rạp cưới và bảo: bà ấy là mẹ đẻ của mày đấy, lại nhìn mẹ đi. Không, tôi không gặp, tôi trả lời. Người hàng xóm bảo tôi 2-3 lần nữa, nhưng tôi vẫn không chịu. Sau đó bà bỏ đi. Tôi quan sát rất lâu và rất kỹ người phụ nữ mà người hàng xóm chỉ là mẹ đẻ tôi. Bà mặc bộ áo dài thêu hoa màu xanh lông két, vóc dáng cùng gương mặt đẹp và kiêu sa, đồng thời toát ra vẻ sang trọng. Tôi nghĩ vậy. Sau đó tôi cùng đám bạn chơi bắn cu ly, bắn đạn bi và quên đi cái đám cưới. Nhưng một lát sau tôi ngước lên thì gặp người phụ nữ ấy đứng trước mặt tôi. Bà hỏi: con có phải thằng Nông, con ông Tư Đồn không? Dạ phải, tôi trả lời. Bà cúi xuống ôm tôi và nói: má là má của con đây. Cũng từ lúc đó gần như tôi không nhớ gì nữa, mơ mơ màng màng. Hình như bà có hỏi thăm về các anh chị em tôi và tôi trả lời như trong mộng. Mãi đến khi bà đưa tôi xuống chiếc cầu ở bờ sông Tiền tắm cho tôi, rồi lấy khăn tay của bà lau mình cho tôi, mặc quần áo cho tôi. Bà lau nước mắt và vội vã đuổi theo đoàn người xuống tàu. Có lẽ đoàn người đi đưa dâu. Bấy giờ tôi mới hồi tỉnh và biết rằng mình có một người mẹ đẹp, sang trọng, thương yêu mình và hiền rất nhiều hơn mẹ kế. Cũng kể từ đó, mãi đến năm 1973, 11 năm sau, tôi mới gặp lại mẹ ở vùng giải phóng, bên bờ sông Sở Thượng, cặp biên giới Việt Nam-Campuchia, đối diện xã Thường Thới Hậu, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Đến năm 2012, bà bệnh và ở với vợ chồng tôi đến tận bây giờ. Thoạt đầu, bà nội tôi đưa tôi vào nhà thờ Thiên Chúa, gửi tôi cho sơ dạy học chữ Việt cùng một số bạn Việt kiều khác. Do nhà thờ xa nhà
nên phải chở tôi bằng xe đạp. Nhưng không may cho tôi, người được phân công chở tôi đi học lại là chị con riêng của mẹ kế. Sẵn lòng đố kỵ và định kiến với anh em tôi, thay vì khi qua con mương không có nước, chị phải xuống xe và hai chị em dắt xe đi bộ, chị lại không làm thế, mà vẫn để tôi ngồi sau bàn ngồi, chị lao xuống mương để sang bờ bên kia. Tôi sợ té xe nên hai tay bấu chặt hông chị, hai chân kẹp vào bánh xe đạp sau. Hậu quả là khi chiếc xe bị vòng lên và chân tôi thọc vào cam của bánh xe, tuột một mảng da rất to, phải điều trị khoảng nửa tháng vết thương mới khô mặt. Bà nội bắt tôi đi học tiếp và rồi tai họa như lần trước lại xảy ra, nhưng lần sau nặng hơn lần trước nhiều. Sau lần tai nạn thứ hai, bà nội tôi phát hiện ra lòng dạ của con riêng mẹ kế đã mượn xe đạp để anh ba lê máy chở tôi đi học, nhưng mẹ kế tôi không cho, lấy lý do sợ mất xe đạp. Chiếc xe đạp đó là vật kỷ niệm của ba tôi. Khi ba và mẹ tôi ly dị, ba tôi dùng chiếc xe đạp ấy về nhà ngoại để gặp ông bà ngoại và mẹ tôi để thảo luận cho tôi về ở với ba. Vì mẹ tôi đang mang bầu em gái tôi, bà ngoại tôi bị mù lòa, còn ông ngoại đang bệnh rất nặng. Thời gian sau ông ngoại tôi qua đời nên không thể nhận nuôi thêm tôi, 15 tháng tuổi. Ý ba và bà nội là muốn đem tôi về với ba thì mẹ tôi sẽ đổi ý, quay về với ba vì thương nhớ tôi. Nhưng mẹ tôi nhất quyết không quay về. Ba tôi chở tôi về và khi qua kênh nước bằng cầu khỉ, lưng thì cõng tôi, vai thì vác chiếc xe đạp. Không may ba tôi trượt chân, thế là hai cha con cùng với chiếc xe đạp lao xuống kênh. Ba tôi bỏ xe đạp và cứu tôi lội lên bờ. Ba nhờ người ta ẵm tôi để ba tôi lặn xuống kênh mò tìm xe đạp. Chiếc xe đạp ấy vẫn giữ đến trước khi ba tôi mất. Năm 2004, ông tặng lại cho một người chú bà con của tôi. Cuối cùng tôi cũng được đi học. Ở cách nhà tôi khoảng 500 mét, có trường cấp 1-2 Khmer, do tôi và anh thứ tư Lê Văn Rông, tức Lê Đức Hạnh, không có giấy khai sinh nên trường học không nhận. Ở cạnh trường có một ngôi chùa Khmer và các sư sãi mở lớp dạy chữ Khmer, tức tiếng phổ thông Blay Phạn, cấp 1, dành cho trẻ mồ côi và cơ nhỡ. Thế là hai anh em tôi xin vào học ở chùa, lúc đó tôi 6 tuổi. Hằng ngày sau buổi học về nhà, tôi cùng anh Hạnh quẩy thùng thiếc loại 10 lít, đi theo các nhà hàng xóm để lấy cơm thừa cá cặn về cho mẹ kế nuôi heo. Và tôi bắt đầu tham gia lao động từ đó. Cuộc sống càng khó khăn thiếu thốn hơn vì mẹ kế sinh nở liên tục. Trong nhà đông nhân khẩu, nhưng đa số là trẻ con. Thi thoảng, tôi mới có được 5 cắc để mua quà ăn, nhưng phải giấu. Nếu để mấy đứa em nó gặp mách mẹ kế thì lùm xùm vì bà cho rằng anh em tôi trộm tiền của bà. Hàng xóm rất thương và chia sẻ với hoàn cảnh anh em tôi, nên có món ngon nào là lén cho anh em tôi. Khi đau ốm, họ giúp thuốc men và thăm hỏi thân tình. Ngược lại, hàng xóm có việc gì nhờ cậy, anh em tôi đều dáng hết sức làm giúp. Một hôm, vợ ông Biện Nhum, nhà ở cạnh nhà tôi, hỏi: "Mày muốn đi xem là khôi không?" Tức xem cải lương. "Con rất muốn xem, nhưng con không có tiền," tôi trả lời. "Tao sẽ dẫn mày vào xem, nhưng mày phải làm cho tao một chuyện." "Chuyện gì ba?" "Mày nhổ cho tao 50 sợi tóc ngứa, tóc sâu." "Dạ, con hứa, con sẽ nhổ cho bà." Chiều hôm đó tôi qua nhà bà và nhổ cho bà tóc sâu. Đến chiều, bà dẫn tôi và thằng con trai bà đi xem hát. Vậy là tôi là người đầu tiên được xem cải lương trong mấy anh chị em.
Đến giờ phút này, tôi vẫn luôn ghi nhớ lời của bà nội tôi dặn dò lúc còn bé. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Bà bảo, dù nghèo khó khổ cực đến mấy cũng phải sống cho đàng hoàng, không được ăn cắp ăn trộm của người khác. Trên đời không có ai nhịn thèm mà chết cả, gian tham mới chết. Rằng việc làm để nuôi sống mình rồi sẽ khá hơn lên. Bà hay dùng câu, trên đời này không có ai giàu ba họ, cũng không có ai khó ba đời. Để động viên anh em tôi phấn đấu và trải qua hơn 60 năm cuộc đời, tôi luôn khắc ghi và làm theo lời bà nội dặn. Thực tiễn cuộc sống đã chứng minh điều bà nói là chân lý. Năm 1964-1965, gia đình tôi gặp biến cố. Do có kẻ phản bội, cảnh sát Hoàng gia Campuchia cùng bọn mật thám ngụy Sài Gòn đã phát hiện ra tổ chức cơ sở cách mạng miền Nam nằm hợp pháp cặp biên giới Việt Nam-Campuchia đã và đang vận chuyển vũ khí, đạn dược, vật chất cung cấp cho quân giải phóng miền Nam. Thế là ba tôi cùng một số đồng chí bị địch bắt. Chúng tra tấn rất dã man, nhưng các đồng đội và ba tôi không khai báo. Một thời gian sau, tổ chức cách mạng miền Nam tranh thủ được giới cầm quyền ở Campuchia không giải giao ba tôi cùng các đồng đội của ông cho chính quyền Sài Gòn. Đồng thời, thông qua Tổng hội Việt Kiều cách mạng miền Nam dùng tiền chuộc ba tôi cùng các đồng chí của ông thoát ly vào chiến khu ở R, Bộ Tư lệnh miền Nam. Kể từ đó, anh em tôi mãi tới năm 1973, sau khi ký kết Hiệp định Paris mới gặp lại ba tôi bên bờ kênh Sở Thượng. Năm 1988, khi nghỉ hưu, ông về ở với vợ chồng tôi. Ông bệnh nặng, mất năm 2004, thọ 77 tuổi. Cuộc đời anh em tôi khó khăn lại chồng chất khó khăn. Họa vô đơn chí, mới sinh ra phải xa mẹ, bây giờ lại vắng ba, gia đình bị địch o ép, tình cảm bị đảo lộn, kinh tế rất khó khăn. Trước tình hình đó, bà nội tôi phải bán nhà ở thị trấn Pham Cho, gọi cả cóc, về bên kia sông Tiền ở xóm Sân Đa, thuộc huyện Lao Đác, tỉnh Can Đan, cách biên giới xã Vĩnh Sương, thị trấn Tân Châu khoảng 10 km để lánh địch. Nơi ấy là quê hương mẹ kế tôi. Ở đó được khoảng 3 tháng thì anh em tôi không thể tiếp tục ở được do lòng đố kỵ, do phân biệt đối xử, do cuộc sống khó khăn. Nhưng chủ yếu là do hai nguyên nhân đầu. Thế nên bà nội tôi quyết định đưa anh em tôi đi tìm lối thoát. Một đêm tối vào mùa nước nổi năm 1965, bà cháu tôi âm thầm xuống chiếc xuồng mượn của ông bác họ, lặng lẽ rời Sân Đa băng qua cánh đồng nước nổi từ bờ tây sông Tiền sang bờ đông sông Hậu, đến vùng Prachery, Bẹt Trại, đối diện với thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang. Trước tiên vào tá túc nhờ nhà cô thứ năm của tôi, em ruột ba tôi. Cuộc sống tự lập của anh em tôi bắt đầu với sự dìu dắt của bà nội. Mặc dù nhiều vất vả, lắm khó khăn, nhưng vấn đề quan trọng nhất là tâm tư tình cảm được giải phóng, cuộc sống được tự do. Anh em tôi lao động cật lực để kiếm sống. Anh ba lê máy làm lơ tàu từ Prachery lên Phnom Penh. Chuyến về, anh mua chuối mang về cho bà nội, anh Tư Hạnh và tôi bán. Buổi sáng bà cháu chuẩn bị chuối. Buổi chiều, hai anh em đội chuối nấu đi khắp xóm bán. Buổi tối chúng tôi cùng bà nội ra chợ ngồi bán chuối nướng. Cuộc sống của bốn bà cháu ngày càng khá hơn. Còn thức ăn cũng ít phải mua vì chập choạng tối tôi cùng anh Tư Hạnh đi bẫy chuột vào mùa khô, giăng câu đặt lưới vào mùa nước nổi. Có khi nhiều quá phải bán cho hàng xóm.
Khi rảnh rỗi, ai thuê mướn gì, vừa sức mình là chúng tôi nhận làm. Từ gánh nước, đôi thùng nhỏ, vác củi, đội lúa, ôm rơm, lau nhà. Khi chưa có đủ tiền, bà nội tôi nhờ ở đậu đất phía trước sân nhà ông Út. Tôi không biết tên ông, một người tốt bụng cám cảnh bà cháu tôi mà cho cất nhờ cái chòi lá, chủ yếu để tối ngủ, còn nấu nướng thì ở cạnh sân đất. Khi làm được tiền thêm, bà nội tôi mua được căn nhà sàn lót gỗ và tre, mái lợp lá của một gia đình gần bên bán lại. Tôi nhớ mua khoảng 1.700 đồng. Bà cháu tôi rất mừng, rất sung sướng và hạnh phúc. Hàng sáng, bà nội cho anh em chúng tôi mỗi người 5 cắc đến 1 đồng để ăn sáng. Thế là đổi đời. Nơi ấy, lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh chiến tranh. Tết năm 1965-1966, quân giải phóng tấn công vào xã Khánh An, Khánh Bình, huyện An Phú. Quân ngụy Sài Gòn phản ứng quyết liệt, và để cắt đứt tuyến chi viện hậu cần cho Khánh An, Khánh Bình, quân đội Sài Gòn cho không quân đánh xuống vùng Prechrey, Mương Chùa, Mương Vú, bờ đông sông Hậu, đối diện Khánh Bình, Khánh An. Thế là bà cháu tôi cùng nhân dân ở đấy chạy bom đạn một trận nhớ đời. Mặc dù hằng ngày tôi rất thích tham gia đánh trận giả và rất gan dạ, nhưng khi giặc đến thật thì mới hoảng loạn thật sự. Vùng Prechrey là một xã thuộc huyện Co Thom, tỉnh Can Đan, Vương quốc Campuchia, nằm bên bờ đông sông Hậu, giáp với biên giới Việt Nam, gồm 4 xã. Thị trấn Long Bình, xã Khánh An, xã Quốc Thái. Đường sông là ranh giới quốc gia nằm giữa sông Hậu. Và xã Phú Hữu, ranh giới quốc gia trên đất liền, thuộc huyện An Phú, An Giang. Xã Prechrey có dân cư đa số là người Việt Nam sinh sống và cũng là vùng đệm tự do của quân giải phóng ở An Giang, vừa là chỗ dựa kinh tế, vừa là bàn đạp của lực lượng vũ trang giải phóng tiến vào nội địa tỉnh Châu Đốc, nơi quân đội ngụy Sài Gòn đang kiểm soát, đặc biệt là có căn cứ kháng chiến với mật danh B1 của quân giải phóng. Chính vì thế mà phong trào cách mạng khu vực này lên rất cao. Ban ngày, quân giải phóng cải trang thành người dân, xâm nhập trà trộn vào xóm làng thường xuyên. Ban đêm, quân giải phóng hoạt động có trang bị vũ khí và phương tiện chiến tranh. Cũng thời điểm này, người chị thứ hai của tôi theo giải phóng quân năm 1964 trở về Prechrey thăm bà nội và anh em tôi. Tôi có 5 chị em cùng mẹ cùng cha, gồm chị thứ hai tên là Lê Thị Mành, tức Lê Hồng Cúc, sinh năm 1951, theo quân giải phóng miền Nam năm 1964. Anh thứ ba Lê Máy, sinh năm 1953. Anh thứ tư Lê Văn Rông, tức Lê Đức Hạnh, sinh năm 1955. Tôi sinh năm 1957, và đứa em gái Lê Hồng Thảo, tức Lê Hồng Thảo, sinh năm 1959. Khi chị hai về thăm gia đình, có các anh các chị trong đơn vị đi theo, và khi họ trở về căn cứ thì báo cáo lại với huyện ủy Tân Châu, An Phú về hoàn cảnh gia đình chúng tôi. Các anh lãnh đạo đề nghị với bà nội tôi rằng bà ngày càng già đi, đau ốm sẽ thường xuyên, sẽ không còn đủ sức lực để nuôi nấng, chăm sóc, dạy bảo anh em tôi. Hiện tại tương lai anh em tôi rất mờ mịt nếu cứ tiếp tục cuộc sống như thế. Rằng vì truyền thống gia đình đã 2 đời theo cách mạng, cho nên phải cho anh em tôi thoát ly theo cách mạng để được dạy dỗ, chiến đấu, trưởng thành đúng hướng. Bà tôi cũng hiểu điều đó, bà nghĩ mông lung lắm. Chắc có lẽ do tình yêu thương các cháu mà bà đắn đo mãi. Nhưng rồi bà cũng đi đến quyết định. Một hôm, bà gọi 3 anh em lại. Bà vừa khóc vừa tâm sự rất lâu. Rồi sau cùng bà nói, nội sẽ cho thằng Máy đi giải phóng trước, sau đó đến thằng Nông là tôi.
Còn thằng Rông, anh thứ tư của tôi, ở lại với nội và đi sau cùng vì thằng Rông ốm yếu hay bị bệnh. Đúng vậy, trong anh em tôi là đứa hoạt bát, đồng thời cũng bướng nhất. Khoảng tháng 3 năm 1966, anh ba lê máy đi quân giải phóng. Ngày 15 tháng 6 năm 1966, tôi tiếp tục lên đường. Anh Tư Lê Đức Hạnh mãi đến năm 1968 mới vào bộ đội ở quân y huyện Tân Châu, An Phú. Còn bà nội tôi về ở với cô thứ năm tôi. Thế là tôi giã từ một thời thơ ấu đầy bất hạnh, để rồi tiếp nối khoảng đời niên thiếu lao vào phong ba bão táp của cuộc chiến tranh, đi theo quân giải phóng khi vừa tròn 9 tuổi. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của Win Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.